Phật chạy qua channel của mình được quen một channel đây. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái tiệm tóc của mình trong Instagram các bạn. Tiệm là cái tiệm tóc, đây là cái bảng hiệu của trước căn nhà của mình các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vào nhà. Đây để mình đóng lại cho nó giống nha. Đó, mở ra mình đi vô lại. Đây. Thì đây là cái khu mà cắt tóc. Bên đây là chỗ để mình cắt tóc nha các bạn. Còn ở đây là chỗ để cho khách ngồi chờ. Đây, mình sẽ ngồi cho bạn xem. Đây. Ngồi khách ngồi chờ ở đây để là cắt tóc. Ở đây còn có một cái tivi nè. Có cái tivi nha các bạn. Còn đi vào đây thì đây là một cái quầy để tính tiền. Đây là có một cái nơi làm việc của cái nhân viên ngồi để làm tính tiền để tính doanh thu cho cái tiệm cắt tóc của mình nha bạn. Đây có cái đèn này đó, mình sẽ đây là đèn vi sinh các bạn. Nếu có chuyện đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đèn vi sinh nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong đây. Trong đây là một khu phòng thu. Đây là phòng thu âm nha, phòng thu âm của mình. Đây. Đây là phòng thu âm, trong đây cũng có một đèn vi sinh. Có một đèn vi sinh. Có một đèn vi sinh đây. Như vậy. Còn trong đây là cái chỗ thu âm. Có một chiếc thì mình sẽ bật nhạc. Trong đây là ba cái mic nha các bạn. Mình sẽ đến đây mà mình hát. Được về chứ thôi. Rồi thì mình sẽ ra khỏi cái phòng nha. Đây thì đây là có mấy cái tấm cách âm nha các bạn. Rồi mình sẽ đóng lại. Và bây giờ mình sẽ lên lầu để tham quan. Bây giờ mình sẽ lên lầu. À, thì trên lầu thì là quán cà phê các bạn. Trên lầu là quán cà phê. Đó đây là những chỗ cổ ghế ngồi và bàn cho khách tới để ngồi. Đây. Còn đây là quầy để bán mà mình chưa có để đồ vào. Mình chưa xem xong các bạn. Còn đây là W nha, WC. Còn đây là nam, đây là nữ, mình chưa để các bạn nữ bên đây. Thì mình sẽ đi vào. Đây. Đây là cái chỗ WC. Đây là cái toilet nha các bạn. Bồn cầu. Còn đây là cái bồn rửa tay. Ồ, mình lộn các bạn. Đây là phòng của nữ. Nhà tiện quá. Đây mình nữ. Bên đây là của nữ, còn bên đây là của nam các bạn. Của nam thì có những có cái bồn rửa tay và có ba cái bồn này để nam đứng để đi thải chất thải của mình ra, thải nước tiểu của mình ra các bạn. Còn cái đây là cái bồn cầu giống ở bên kia. Đây mình sẽ ra đây. Đó thì nhà mình cũng thì cái tiệm tóc của mình thì nó cũng vậy thôi. Để xuống cái lạnh nha. Đó thì khách vô thì mình sẽ bật cái lạnh lên. Rồi mình tắt nó ồn lắm. Đó nha các bạn. Nhưng mà đây có thể thấy view rất là đẹp. Ngoài kia thì mấy con cừu, mấy con cà tinh các bạn. Mình có thể ngắm nha bạn. Rồi mình sẽ đi xuống mình. Đó thì mình sẽ đi xuống. Mình đóng cửa lại. Thì ở dưới đây cũng có cái máy lạnh ở trên kia nha bạn. Công tắc thì nằm ở đây, đây là con nít khỏi cá. Đó. Thì mình cũng vậy, mình đem tắt nha. Còn đây là cái kệ nè. Đây là cái kệ để đỡ mấy sản phẩm kêu đồ tùm lum kiểu lên. À, còn ở đây mình đã trang trí một cái gọi là cái gì đó. Một cái chỗ để hoa. Chỗ để chậu hoa rất là đẹp các bạn. Còn đây mình có gắn mấy cái chanh lên đỉnh đẹp nè. Đèn này mình sẽ đem thấy mình cảm nhận nha. Đó. Thì tổng quan thì tiệm tóc của mình vậy thôi. Ở đây thì có kiến này. Kiến để nhìn cái tóc nha. Đó thì mình cũng vậy thôi. Mình đi ra cho bạn tham quan cái căn nhà của mình. Ở bên ngoài nó sẽ ra sao. Đây thì ở bên đây thì mình đã đặt rồi. Để mình đặt lại. Đây thì is what you are. Đây là cái chỗ mà máy lạnh. But I can say we were meant to be apart. Some good, more bad times. So frequently. But I need someone loves me for me. Baby, please, why can't you say? It's not your fault. It's what's best for you and me. We tried so hard. Did all we could do. Through it all we discovered that I'm not for you. Bye, bye, bye.